con bắt được chim nào đỏ hả? Con két đỏ, con bắt được con két đỏ hả? Đây là con cơ màu đỏ. Đứa đó hả? Con được nai nữa hả? Mấy con nai? Mấy con? Ừ, 10 con luôn hả? Ba phải gặp thăm chị chứ. Thấy ba không? Con có được nai, con được cái 10 con nai rồi răng. Rượt gần nó quá không? Hay con phải cắt xa ra? Con rượt gần quá nó đá con rồi biết chứ, nghe chưa? Rượt nó thì cũng như thường thôi. Đừng có rượt gần quá, nghe rõ chưa? Đúng rồi, gì? Con chuyện gì nữa con kể cho ba nghe coi. Con nằm mơ con ngủ con thấy gì? Chuyện con lên núi đi kể xong rồi đó. Lên núi bắt chim đỏ đỏ cho ba. Rồi sẵn thấy mai thì con rượt ra với 10 con lần. Rượt gần quá nó đá để biết con. Thành ra con giật mình thất vậy. Rồi ra nữa. Ồ, vậy đó hả? Sau đó con ngủ hả? Con mơ con xuống đằng bàn. Con trăng trâu. Vậy đó hả? Con thấy con chim cò nữa. Cò bay thẳng cánh. Ruộng lúa xanh rừng. Ôi trời ơi, rừng răng nữa. Ôi con thổi sáo cho trâu. Con thổi sáo cho trâu ăn cỏ. Giỏi quá, con ngồi trên lưng trâu, con thổi sáo cho trâu ăn cỏ. Thiệt là giỏi. Ủa, nhưng mà cuối cùng nó bực mình, nó leo lên lại. Nó bực con trâu, nó bực mình. Nó lại leo lên lưng con, nó ngồi, nó thổi sáo. Nó bắt con phải ăn cỏ. Vậy đó. Trời ơi, tội nghiệp con của ta quá vậy nè. Đi chăn trâu rồi. Ba hiểu rồi. Thì là tội nghiệp quá đi. Vậy đó hả? Là con tự nhận luôn hả? Con nói con không ăn cỏ được mà nó cứ bắt con ăn cỏ. Con trâu kỳ quá hả? Nó lại ngồi trên lưng con, nó thổi sáo. Đúng rồi. Làm con bực mình hả? Rồi con thức dậy hả? Kỳ nhỉ?